là phần quan trọng nhất là phần chốt lô quét, là chỗ này nó bị quét luôn rồi các bạn, nó quét chỗ này luôn là do cái chốt lô quét này á người ta mài. Còn lóc này sơn đồ lại á thì cũng không có vệ sinh luôn, để vậy ráp luôn đó. Rồi mình ta sơn kỹ quá, người ta sơn trong luôn, bây giờ tới em ráp máy lại em phải vệ sinh lại ở trong hết. 135 bốn số con tay, có làm rồi, làm máy rồi, nhưng mà chạy không vừa ý thì không vừa ý ở đây á, là nó bị rột hay bị róc hay bị tức hơi, đại khái là như vậy là một. Và cái thứ hai nữa là cái quan trọng nhất luôn, rần cái đông, là những cái vấn đề mà các bạn khi xe exciter các bạn làm thường gấp phải, nó cực kỳ rần nè, quay vỗ tay anh nè, nó rơm lên vậy nè, mà chạy tầm 20-30 thôi nha, nó rơm vậy nè. Xe này là chủ xe có làm rồi, lên FI rồi, làm độ gì cũng đó đủ thứ á, gặp tay thì các bạn biết rồi, trả về dinh thôi các bạn à, chứ em đâu có biết làm xe độ. Cảm ơn các bạn nhiều. Rồi chào các bạn, bây giờ xe này là bắt đầu em mở ra thì em sẽ đi từ trong ra ngoài ha. Bây giờ đầu tiên về phần cái cốt này nè, đúng cái bước răng của nó là răng 1.0, cái này người ta lấy con tán răng 1.25 ta bắn vô luôn là một. Giờ này á thì em sẽ thay dân mới, bởi vì dân này á, đối với những người mà lành người ta sẽ hiểu rất là rõ nè. Đầu tiên nè là phần quan trọng nhất là phần chốt lô quét, là chỗ này nó bị quét luôn rồi các bạn, nó quét chỗ này luôn là do cái chốt lô quét này á người ta mài đó, các bạn thấy dấu cắt mài được không. Nói chung là vô á thì nó sẽ bị đó nè, em để vô các bạn thấy nó hở không đó, nó hở một khúc nè, rồi thì nó sẽ không có định tâm được với lại cục tạ, mà cục tạ này nè cũng bị quét lỗ luôn đó, các bạn thấy cục tạ bị quét lỗ luôn ha. Cho nên là em sẽ thay dân mới, thay tạ mới nè, bật đèn máy chắc chắn em phải thay rồi nè. Rồi qua cái vấn đề thứ hai mà sau này anh em mà đi ngoài đường á, anh em thấy mà những cái xe nào mà xe zin lòng zin đồ á, ở đây xe này đang sử dụng á là trái 63 đầu cao lòng zin, nhưng mà khi các bạn lựa chọn á những cái tiệm á mà sửa chữa thì mỗi tiệm người ta sẽ có những cách xử lý khác nhau. Dụ đối với em á, exciter nó là giải nhiệt nước lòng ở lòng kiến thì em vẫn chọn á là sẽ mua lại lòng kiến, bởi vì sao các bạn cũng biết rồi, dòng exciter sau này á quá nhiều đồ, rất là nhiều sự lựa chọn cho các bạn. Thì bây giờ em sẽ thay lại một cái lòng kiến khác cho chủ xe, chứ không để xài lòng đóng gì nữa đó. Và đầu bò nè, mình không bàn tới người ta làm đúng làm sai gì hết á, cam cò đồ mỗi chỗ đi mỗi khác, nhưng mà cái lỗ co xăng này nè đó là người ta không có móc luôn các bạn. Từ để em để lại đèn quẹn, em quay có một tay các bạn thông cảm em nha, nó cắn kim phun, chờ em chút em lấy cái tay em dặn cái kim phun ra một cái, ít nhất các bạn phải xử lý cái đường ấy đó. Các bạn thấy là các bạn thấy không, là cái đầu bò nó nhỏ hơn co xăng luôn đó. Rồi số em sẽ kiểm tra lại, hư nhông số nào em thay nhông số đó đó. Nồi này thì đang đi là 5 lá bố, dớt mặt nhôm canh nhôm này đi 5 lá bố ha. Em sẽ lên nồi ma, em sùng đỡ xin cam là sùng lô, lọc nhớt lô luôn, rất là nguy hiểm. Cái lọc nhớt này em nói với các bạn hoài à, nó mấy chục ngàn các bạn phải thay lọc nhớt hãng giùm em nha. Bơm nước này thì bơm nước độ, nhưng mà đó nó có dấu đụng nè, không biết là nó đụng hay là nó có dấu đụng đó. Thì bây giờ là em sẽ trả vào zin hết, nói chung làm zin cứ kiếm em thôi các bạn, sẽ kiểm tra dĩa đề rồi cho người ta luôn, và sẽ canh lại cái hệ thống FI này nữa. Bởi vì sao canh lại, các bạn thấy xăng chảy dưới đất không? Lại xe này em đã tắt máy rồi đó, em rút ra rồi đó, mà cái bơm xăng á nó tự rỉ xăng, nó nhiễu
nhiều sáng giờ luôn các bạn. Đó là phải kiểm tra bơm xăng lại hệ thống FI của xe này lại luôn, toàn bộ từ đầu cho chủ xe. Cảm ơn các bạn nhiều ha. Còn lốc này sơn đồ lại á thì cũng không có vệ sinh luôn, để vậy ráp luôn. Đó. Rồi, mình sẽ kiểm tra. Phốt đầu giơ này đóng ngược luôn nha các bạn. Phốt đầu giơ là quan trọng nhất mà đóng ngược luôn. Quay ra mới đúng. Các bạn phải coi cái đường nhớt đi nó như thế nào. Đó, các bạn xử lý để cho nó đúng nhất có thể ha. Bốn số á, người ta sơn kỹ quá, người ta sơn trong luôn. Bây giờ tới em ráp máy lại, em phải vệ sinh lại ở trong hết. Trả giờ lại màu zin đồ, nhiều khi sơn các bạn đi lâu ngày nó nóng là nó chóc ra nha, tại sơn của mình không phải là sơn chịu nhiệt. Đó, chóc ra thì những cái bãi dớ nó vô lột dên nha. Số hãng á, là nó từng số từng cái hộp nhỏ vậy đó các bạn. Thì giờ mình xếp vô trước để tới lúc quay phim dễ dễ hơn, mất công các bạn bắt bẻ nó sao số hãng là nó từng nhông đó. Thì thực sự là mình mua từng số á, bắt đầu mình ráp á các bạn, ráp vô xong. Đó, mình ráp lại như vậy. Rồi tới lúc mình quay thì mình sẽ báo các bạn ha. Chứ công quay cầm nguyên cục vậy các bạn nói nữa. Bây giờ em sẽ tiến hành trả và lại hết toàn bộ chủ xe. Rồi. Thì mời các bạn tới coi gầm lốc ha. Mình rửa lại rất là sạch sẽ. Thì nó cũng được phần nào. Sạch thì chắc chắn sạch 100% rồi đó. Nhưng mà phần nào là làm sao là ở đây là mình tính về cái nước nhôm zin đó các bạn. Của một chiếc xe á, do trước đây người ta bắn két hay người ta rửa gì nó bị cháy cái lốc rồi. Cho nên là mình rửa không được nữa. Cái này nếu mà muốn thì chỉ là phục hồi lại nước nhôm zin thôi thì mới được. Đó. Còn về độ sạch mà sạch nhớt, sạch đồ thì sạch hết 100%. Đó. Rửa bữa giờ cũng 2 ngày thì giờ đầu mới tiến hành là ráp được ha. Đó. Ốc là thiện. Tầm bậy nha. Đó, cái này mình sẽ trả về lại cho anh trai luôn, trả lại đúng ốc zin luôn nha. Ốc trong máy lấy mấy ốc vàng áo đồ bắt vô luôn, thua luôn. Đúng các bạn, em nói vậy đúng không? Ốc này ốc cánh nước á. Ốc của nó đặc biệt lắm. Em có. Vậy hả? Cái nước không có con đó hả? Má thấy anh ghê không? Lốc xong thì tới số. Mình nói rõ ràng quan điểm mình luôn ha. Ở đây là nguyên đóng đồ trả lại chủ xe nè. Các bạn camera quay vô. Thì tất cả đồ nếu mà không xài được mình sẽ trả. Đó, mình đóng lại thùng trả đàng hoàng. Thì bộ số trên xe của chủ xe này xài được hoàn toàn 100%, không vấn đề gì hết. Nhưng mà chủ xe ở đây có yêu cầu là thay lại một bộ số mới. Thì số mới trong hãng á, các bạn hay thấy em cầm á, sẵn lắm. Thật sự mình ráp vô sẵn á các bạn. Còn đúng những người nào chủ xe thì người ta mới biết. Chứ thật sự mình cũng không có thời gian mà mình quay hết từng giai đoạn cho các bạn. Ráp từng con số, từng nhông số phải đi bơm đi đồ vô nữa. Thì ở đây là các bạn coi 1, 2, 3, 4, 4 số này màu đen. Là nó được chui đen, da nhiệt. Để mà chống hú. Exeter nó hay hú hai con số. Đó. Thì cái này là mình mua một số này sẽ bắt nó. Màu đen sẵn dinh vậy luôn, là trong hãng người ta chui nó như vậy. Chứ không phải là em tiến hành là em chui cho người ta hoặc là em nhậm MC gì không có. Đó. Thì số em thay bộ số mới là xong nè. Dên nè. Dên đây cũng vậy nữa. Thì cũng là phải mua cái dên mới để em đi làm trước. Bởi vì sao? Bởi vì vậy. Dên á thì nguyên cái dên hãng đúng không? Nhưng mà em sẽ thay tay Uma. Bởi vì ở đây là chủ xe sẽ thực hiện combo là full Uma. Thì tay dên này là tay dên 4 số nè. Các bạn thấy nó có ghi chữ 4S luôn. Là đúng tay dên của 4S. Rồi bắt đầu mình mua tay dên Uma ha. Bắt đầu mình thay vô. Đó, nó cũng rất là kỳ công và rất là tốn thời gian. Và khi các bạn thay một cái tay dên mới á, thì nó được như vậy. Nhông dên mới, nhông chỉ thị mới. Những cái này nó dợt các bạn cũng nhiều ghê lắm nha. Đó, nhông dên, nhông chỉ thị này nó sẽ đều hết. Nó như nhông sinh dĩ vậy, nó mới thì nó ngon hơn. Rồi được thêm một lợi ích gì nữa là hai đầu cốt răng. Hai đầu cốt răng này cũ á, là người ta bán tà đầu là một nè, người ta đắp hàng là hai. Đó, thì hai đầu cốt răng này nó mới thì nó sẽ ngon hơn và nó chắc chắn nó ngon hơn luôn. Em sẽ so sánh dên cũ cho các bạn coi. Yeah. Cái này là người ta lấy con tán bánh á, người ta bắn vô. Đó, bữa em mở là lấy tán bánh bắn vô, còn bên đây người ta đắp hàng lại luôn rồi nè. Thì những cái này rất là yếu. Thì anh em á, coi clip của em, anh em hay nói em chỉ biết thay đồ. Nhưng mà thật sự là các bạn sai rồi. Nếu mà các bạn giữ lại á, ráp vô lại nó sẽ bị dợt hơn luôn nha các bạn, dợt điên luôn. Cái đó mới là phần quan trọng. Ở đây là phải biết là cái cách thức của
người chủ xe người ta đã chọn em thì người ta tin tưởng và em cũng phải cho lại chủ xe một cái chất lượng tốt nhất. Chứ còn khi mà các bạn, người ta đã tốn số tiền ta làm, giờ bỏ qua người ta làm lại thêm số tiền nữa mà thấy những cái nào không vừa ý mà còn tiếc đỡ lại thì sau này người chủ xe người ta nhận lại một kết quả không có tốt. Và nhất là cái dên xe này nó rần tê tay tê chân tê giái luôn, như cái vụ gì mà mới tê rần gần đây đâu đó, nên là thôi mệt lắm, thay dên mới cho nó xong. Full mặt đạn máy thì em chỉ sử dụng full mặt đạn máy NTN. Ở đây mặt đạn máy nè, mặt đạn cam đồ nè, em sử dụng full mặt đạn NTN hết đó. Thay dên mới thì là xanh cam mới luôn thì nó ngon hơn. Còn đây mình sẽ so sánh cho các bạn. Con sùng này là con sùng mở ra đúng trên xe chủ xe nè, là con sùng lô thì nó mới màu này nha các bạn. Còn sùng dinh thì nó màu gì, nó cũng màu trắng nhưng mà kêu là trắng trong, nó trong queo à. Này là trắng đục, mặc dù qua nhớt đúng không các bạn, nó qua nhớt đục không có đâu, qua nhớt nó cũng sẽ trong. Còn này là một con sùng trên xe mà lâu năm, tại hôm nay em cũng có làm một xe khác từ lâu năm nó như vậy, thì các bạn sẽ so sánh rất là dễ. Và nếu mà về cái độ sắc nét á thì con sùng dinh á, các bạn sẽ thấy những cái cạnh đầu này, cái rãnh mà trên cam nó chảy lên á, nó sắc nét hơn là con sùng lô rất là nhiều. Ngay cả nè, con sùng mà người ta chạy 5 năm 10 năm nó cũng vậy, là này đúng con sùng dinh nè đó. Thì ở đây là sẽ có ba cái đó các bạn so sánh luôn. Và em thay con sùng đỡ trên cam là trên và dưới luôn nha các bạn. Đó, nó sẽ có sùng trên, sùng dưới luôn. Đó, đây. Đồ này trả lại cho em, lấy bỏ túi nha, đáp máy kia. Đó, rồi này bỏ đồ lại cũ trả người ta. Này quay xong bỏ vô luôn cốc. Lọc nhớt á, em sẽ xài lọc nhớt nhập khẩu Indian là của Ấn Độ, là nó của FZ đó các bạn. FZ Ấn Độ với lại ấy rồi á. Cái lọc nhớt xe này hồi bữa là lọc nhớt lô luôn. Mà cái lọc nhớt là các bạn nghĩ đi. Chủ xe bỏ tiền ra làm xe để nhận được chất lượng tốt, giống như người ta quảng cáo là sẽ xài chán nít trong hoặc là miệng berry rồi công nghệ mới nhất, thì đúng là nghe thấy ghê đó. Vậy bù qua những cái phụ tùng khác, ví dụ lọc nhớt, sao mua cái lọc nhớt hãng, lọc nhớt hãng có mấy chục ngàn à. Nghe thì thấy cái bích tông mà mít trong mà thấy mắc tiền, xịn cái đầu lòng á, cái đầu bò làm miệng berry thì thấy ghê. Vậy tại sao mấy cái này là không mua đồ hãng, bởi sao mắc? Tất cả nè, các bạn thấy từng cái ron, từng cái phốt, từng cái sinh đó. Các bạn nghĩ mua đồ hãng rẻ không có đâu. 4 phốt số bắp này em xài 4 phốt số bắp hãng nè. Ốc tán chỉnh cò em xài ốc tán chỉnh cò hãng nè. Bộ phốt bơm nước á các bạn cái phốt này nè. Các bạn mua phốt bơm nước hãng á, nó cực kỳ mắc. Cho nên là người ta không xài phốt bơm nước hãng, người ta xài phốt bơm nước bình thường. Đó. Nhưng mà cái phốt bơm nước hãng các bạn thấy là những cái xe Exciter chạy biết bao nhiêu năm, đúng xe dinh chưa làm gì á, 5 năm 10 năm luôn chưa bao giờ hư phốt bơm nước. Mà tại sao khi mình vừa thay lại người ta đi chỉ có 1 năm 2 năm mà đã hư, hoặc là có những xe đi 1 tháng thôi đã hư phốt bơm nước. Những xe mà đi 1 tháng hư phốt bơm nước là phốt nước đó quá lô. Đó, cho nên là mới là như vậy. Em kêu anh Hưng ra tính cho anh nha, cho xong. Rồi. Bây giờ nè, em sẽ quay từng cái nha. Ốc tán chỉnh cò em quay xong rồi đúng không? Em trả là em gọn bớt nè. Xin em quay xong nè. Đó, từng cái phốt nè. Từng cái phốt nè em quay xong nè. Cái này là cái tán này là tán cốt đạp. Ở đây á, cái cốt đạp này anh phải thay, em phải thay cốt đạp mới luôn. Bởi vì sao? Bởi vì cái cốt đạp á cũ á, người ta dặn lộn con tán, người ta lấy con tán đó là con tán treo máy, tại dặn lôi răng lớn. Còn đúng con tán dinh này răng nó có một chấm nha các bạn. Đó, ở đây là em đã dặn tán hãng vừa xé là nó dặn nó không vô được rồi nè. Thì cốt này đã hư răng rồi. Đó. Thì em phải thay lại để bên kia hả? Rồi em thay lại cốt đạp khác. Lấy mượn cốt đạp đi. Cốt đạp về tới. Đó. Em thay lại cốt đạp khác cho chủ xe luôn. Rồi em bỏ toàn bộ ron phốt này qua một bên. Nè các bạn coi cốt đạp dinh nè. Dặn cái là vô liền. Đó bạn thấy không? Bởi vì sao bước răng này, răng cái răng này anh em nào dọn Exciter thì em nói ngắn gọn vậy à. Thì chắc chắn là anh em hiểu, đúng không? Rồi. Những cái phần này là phần ở ngoài riêng, thì lát nữa em sẽ quay. Em sẽ quay riêng cho các bạn coi, các bạn hiểu. Còn này vẫn là phần máy.
Thì cái chuồng heo này là chuồng heo cũ chủ xe nè, thì là chuồng heo đúng hãng mới thay, mình thấy mới lắm các bạn, thì dĩ nhiên mình để lại mình xài cho chủ xe thôi chứ không gì hết đó. Rồi bên phần sân cam thì có con sùng trên sùng dưới là em thay nè, sân cam hãng là em thay nè. Còn bên phần nồi là gì thì em sẽ thay, là tất cả đồ nằm UMA của xe này được đó thì em sẽ xài nha các bạn. Hai mặt nhôm là UMA 5 lò xo nè, nó sẽ có một bộ lò xo UMA luôn. Và mặt nhôm này nhất là mặt nhôm UMA các bạn ráp đó, các bạn phải canh nha. Và em canh là em canh dựa trên lá bố dinh, tất cả là lá bố dinh, lá sắt dinh em canh lại. Cái bộ phận bơm nước này nè thì em sẽ thay là bộ phận bơm nước khác đó, em thay là một bộ phận bơm nước khác, em không xài bơm nước độ nữa bởi vì em trả về lại dinh hết mà đó. Và cục tạ này cũng vậy, cục tạ này là một trong những cái mà mã hãng nó ngừng sản xuất. Đây nó hư cái chốt này, các bạn thấy cái này nó bén không, còn cái cục tạ cũ trên xe của người ta là nó quét lỗ đó. Ây da, từ từ chờ em chút nha. Em để hai cái vô đó, các bạn thấy nó quét cái lỗ rồi đúng không, rồi bắt đầu để cao lên vừa thấy được hai cái luôn, thì giữa cái quét và cái không quét thì khách hàng người ta mới thấy rõ đó. Cái này nó quét nhiều nè, cái này nó là cái em mua theo xe còn đẹp nè, không bị gì hết nè, còn này nó quét nè đó. Cho nên là có giữa đồ cũ nè trên xe nè và đồ mới nè, các bạn so sánh rất là dễ luôn, thì các bạn sẽ hiểu được là em nói những cái gì đó. Còn nếu mà em quay món đồ cũ không thì các bạn nghĩ em nói này kia. Rồi xong, và em sẽ giới thiệu phần chính từ từ để em lấy đồ. Rồi bây giờ là bắt đầu vô là em xử lý lại những cái món đồ mà ở trên xe của chủ xe trước. Ví dụ như hồng xăng này em sẽ tận dụng xài lại, vẫn xài lại bộ FI này đó, thì hồng xăng này em sẽ làm lại, em kiểm tra đồng tiền, em kiểm tra TPS coi thử nó hư hay không, em không cần thay hồng xăng mới, bộ phun xăng đồ của chủ xe em sẽ xài lại hết bình thường, thì em chỉ thay đổi một chút là em sẽ thay cái KN1280 chụp kim phun á, là em sẽ đổi qua chụp kim phun đứng. Cái chụp kim phun mẫu cũ á là nó sẽ cong giống vậy nha các bạn, thì đụng vô cái sườn, anh em nào đi Exeter anh em sẽ biết đó, cái này nó đứng là nó chỉ lên trời, thì em sử dụng rất là lâu rồi đó. Cổ này là nó ngang vậy, đụng vô cái sườn khi mà các bạn xử lý đồ á sẽ rất là khó, thì cái này nó đứng lên nó không đụng vô đó. Và cái này vẫn là đồ cũ chủ xe. Kim phun thì em xài kim phun Anacer luôn các bạn, nó có Osuo Anacer và nó cũng có kim phun Anacer luôn. Thì ở đây là em sẽ đổi là Osu khác, mình lên tới 3 bảng báo giá cho chủ xe, rẻ nhất, bình thường và cao nhất, thì chủ xe lựa chọn là ở phần cao nhất. Em làm thì nó sẽ có những cái kêu là giá báo cụ thể cho khách hàng, thì ở đây em lên 3 bảng báo giá thì chủ xe khách hàng người ta thấy rõ à, giữa mà làm thấp nhất thì sẽ sử dụng đồ gì, đồ nào giữ lại, làm bình quân á thì nó sẽ có thêm những gì, và làm cao cấp nhất thì phải thay thế những gì đó. Rồi vậy là em cắt cái kim phun này luôn, và em thay là mô binh sườn ta kêu qua lại cho chủ xe đó. Cái đó kiểm tra bill nha Hân, kiểm tra bill coi thử ấy đúng hay không nha. Đó em sẽ thay mô binh sườn ta kêu qua cho chủ xe, thì cái mô binh sườn ta kêu qua này á nó sẽ phát cho tờ giấy này cho các bạn, để tối giờ các bạn học tiếng Nhật đúng không anh trai? Tiếng Nhật thì Khoa đọc lên nữa anh trai. Để sao sao Khoa? Cái gì Kobena hả? Đó rồi, này thì xịn nha các bạn, cho team về bữa dán xe luôn, dán xe luôn nha em trai. Giới thiệu hai các bạn đồ bán ế ít người xài. UMA X Pro nè,
cái sự khác biệt giữa lòng Uma Pro và khác là ít Pro là khác, là cái dòng này là dòng mắc tiền nhất nha. Cái này thì hồi xưa mà lâu rồi hay đi Malai rồi mua còn sót lại các bạn, bây giờ mua cũng khó lắm. Thì nó là full cái lòng 62 Uma Racing. Cái này là em lấy ra em thử á, nên có dấu hơn, lấy nữa em sẽ xé bộ bạc Uma luôn, chất lượng rất là đã. Và ở đây là trái Uma, thì tại sao kêu là X-Pro là nó nằm ở đây nè các bạn. Đó, em chạy xích qua đây một chút. Em Thiện ngồi yên chỗ đó. Đó, tắt hai em ra, hai em hít như 500 nè. Đó, là đầu siêu cao. Và trên đây là nó sẽ có chữ Uma nè. Rồi ở đây là X-Pro là do cái này là Uma Pro. Thì bây giờ là mình sẽ đem cái này mình đi xử lý lại, mình dớt lại để cho mà nó phù hợp cái tỷ số nén của chiếc xe này. Rồi đây là full một phần. Cái thứ hai nữa nè là super hot là đầu bò các bạn, Y15ZR MX King đó. Thì cái này là cũ Exeter 150 thì giống như cũ trên đầu bò này đang đi đầu bò 150 các bạn, thì nó sẽ mình chọn vỏ đầu 150 là nó phù hợp để mà nó không có cần thay đổi cái tình trạng xe người ta nhiều. Thì đây để các bạn sẽ coi là gồm cái gì nha. Một ron relax nè, hai cổ dê nè, một cái co xăng số 8. Các bạn nghĩ 5-6 năm trước đó, cái co xăng mà này đó, nó xa lạ với các bạn lắm đúng không, mà lúc đó là Uma sản xuất và em đã mua về nè. Co xăng kêu là co xăng số 8 nè. Đó, thì đây là phụ kiện, nhưng mà cái ghê nó là ở đây là cái đầu bò này của em á là full ở đây, nghĩ lần sau là đúng nghĩa là cái Uma nó có bán một cái loại là chỉ có giả đầu không. Ừ, còn này của em này biết gì không, bán thì xin á, đầu chú bắp 20-23. Cái mặt chảo này á là người ta CNC bột tinh nha các bạn. Đó, full Uma. Và à quên, cái cam em giấu trong tủ á, nó có cái cam đó, nó có cầu Uma sẵn nè, nó có lò xo đầu, quay góc này để thấy được lò xo đầu phát em kéo ngang đầu ra, nó có lò xo đầu, nó có lông đền chân chén móng, kéo ngang tủ anh ra ngang thứ nhất á có cam đó. Và nó có bạc đạn cam trong đây luôn. Bạc đạn cam này của nó là chữ gì không thấy, mờ quá, nhỏ quá. Đó, đây nữa. Thì cái cam này á, em nói rõ chủ xe luôn, thì có thể là em sẽ lấy cái cam này em gắn, em canh thử, nó mà không được á thì em sẽ đổi qua cái cam lò. Bởi vì sao, Việt Nam mình á là phải vừa muốn êm, phải vừa muốn nhẹ, và vừa phải bô êm. Đó, nó khó khăn vậy đó các bạn, chứ không phải là như nước ngoài là chỉ cần mạnh là được, hoặc là chạy có gia tốc là được, mà phải êm. Đó, cái chữ êm ở đây rất là khó chịu nha. Chạy một chiếc xe mà nó phải êm như xe gym ngựa đó, thì ở đây là full combo. Và tại sao biết cái đầu này cũng 150 nữa, thì coi nè, nó có cái lỗ cảm biến oxy á. Ừ. Và cái ốc cảm biến nhiệt này á là nó nhỏ, của 135 thì nó bự nha. Rồi, vậy là xong, giờ cho phép em tiến hành em ráp xe này. Này là nắp nồi nắp lửa, em sơn lại cho chủ xe xong ha. Thì sau khi mà sơn xong á, những cái dấu sơn trong này nè các bạn, là do đợt trước nó chủ xe sơn nè đã dính rồi, tới giờ sơn tẩy nó vẫn không ra. Thì bây giờ bắt đầu là mình vệ sinh lại, tại vì một khoảng thời gian trước đây là chủ xe có sơn lại nha, nhưng mà người ta không có vệ sinh, nói chung là người ta sơn luôn trong đó. Đó, mấy bữa vệ sinh lốc nồi, giờ qua vệ sinh lốc lửa kỹ càng hết từng chi tiết ha. Trong quá trình này em làm Exeter nha các bạn, thì đang canh, đang chạy đồ đai, bắt đầu sụi mà không biết sụi gì. Bây giờ bắt đầu mở ra kiểm tra nè các bạn, không nổ máy được nữa rồi. Cảm ơn các bạn nhiều. Bữa nay là ngày 2 tháng 3 năm 2024. Rồi chào các bạn, thì nổ lại rồi các bạn. Hồi nãy em đẩy bộ giờ đúng không, nhưng mà giờ là sau 1 tiếng hồ nè nổ lại á, nó bị nút công tắc này, mấy cái cùm nờ vít nó hay bị á các bạn. Này, em câu thẳng trực tiếp luôn, tại này là xe không phải xe em dậu, mà xe giống như là khách ta có sẵn rồi, nên em không bỏ chức năng đó nha, giờ em bỏ luôn. Rồi em chào các bạn, bây giờ
Thiện Thiện giật cái đầu, quay cái đầu với Tâm lên đó. Đó, này là trong quá trình mình ráp xong ha. Này là mình đổ vào với Tâm đầu bằng rồi nha các bạn. Rồi, còn chảo đầu nè, xăng cồ rất là đẹp. Đó, này mình mới vừa đi đây nô giờ xong. Rồi giờ mình rút ra mình kiểm tra đồ đạc để mà tiến hành ráp vô lại các bạn. Xin 35 4 số nữa. Là hoàn thiện xong thì em sẽ là người chạy thử. Bữa giờ bạn cái hộp ráp xe này chạy trước một ngày ha. Giờ tới em. Thì cái y mà các bạn thấy là con Amaya nữa mà đi số 4 à 20. Là gã nhỏ các bạn. Mà em vẫn cầm được em đi bình thường. Như con tay đó, như con tự động là các bạn biết cái đồ xăng cổ đồ nó tròn nó mịn như thế nào đúng không? Giờ phần máy móc được em đó các bạn. Em ru luôn á. Thì mình đi, mình rô đai chung xe, nó chung xe này mình giữ làm đi cũng lâu á. Để tới lúc chung xe về luôn á. Chào các bạn, đầu clip các bạn thấy màu xanh. Cuối clip các bạn thấy các bạn màu đen cam. Là chủ xe có nhờ em gắn giùm dàn áo, chủ xe tự mua, tự design dán tem nội sản hết qua. Nhờ em gắn giùm, vẫn được bình thường. Chủ xe có mua một cái cầm âm trước, nhờ em gắn giùm, vẫn được bình thường. Đó, thì anh em nào mà có đồ ở nhà sẵn, lỡ mua trước cho chiếc xe của mình, cứ đem qua em là miễn phí thoải mái mà gắn đúng tâm đúng đồ bình thường hết nè. Bánh sau nhẹ nhàng rồi luôn. Đó, chứ không có bị bó thắng bó đồ, bánh sau bánh trước gì cũng vậy hết. Rồi quay lại nội dung chính. Xe này phía trước ánh hào quang các bạn thấy em làm rất là ngon đúng không? Nhưng mà phía sau ánh hào quang các bạn sẽ biết, chủ xe biết rõ nhất. Em chỉ máy hai lần. Một lần á là em chỉ ra bởi vì cái hiện tượng rung lần em khắc phục nó được tầm khoảng là 40% thôi, không triệt để. Chỉ là lần thứ hai là xe này lỏng ổ đạn dên, là do là xe này người ta làm độ trước đó nhiều, em hạ và dinh lại thì em phải bây giờ bị dinh thì nó êm hơn các bạn. Còn lúc làm độ bô độ nổ ồn thì có thể là chủ xe không nghe được tiếng đó. Đó thì bây giờ là em hạ dinh lại thì bây giờ bắt đầu em bấm đề cho các bạn coi nè, đụng nhẹ cái là nó nổ rồi đó. Là xe đang nổ nha, chắc đợt này em đầu tư em mua mic mới, các bạn nghe rõ âm thanh rồi đúng không? Bô này nguyên cái bô cũ chủ xe em để lại luôn, em không có thay bô mới, giống như tận dụng lại tiết kiệm chi phí chủ xe. Bởi vì hệ thống FI trên xe em canh chỉnh lại để chạy được cái bô này hơn. Rồi vậy là xong 100%. Thì vấn đề là thay đồ cho một chiếc xe xong. Như các bạn đang coi, các bạn nghĩ là em chỉ biết thay thôi, nhưng mà mình nói các bạn, đồ xe người ta hư bắt buộc phải thay. Chứ còn nếu để xài lại được em cũng xài lại, để em cho em nhận xe nó rẻ hơn. Khi mà mình nhận xe rẻ hơn mình có khách đông hơn đúng không? Nhưng mà tùy vào trường hợp từng xe. Có những xe em làm rất là rẻ, có những xe em làm giá hợp lý, và có những xe em làm giá thành cao. Ví dụ như xe này em nói thẳng luôn là em làm giá thành cao. Bởi vì sao? Bởi vì chủ xe người ta cần một chất lượng thì tốt. Rồi, cảm ơn các bạn nhiều. Vậy là em kết thúc trả về máy zin cho Exeter 4 số con tự động. Cảm ơn các bạn.